Thôi, chúng ta hãy chờ xem diễn biến đi anh Diện ha. Mình trang của trận đấu đã thuộc về Trang. Hai tay vợt này đều là tay trái nha mọi người. Có lỗi tấn công, lỗi tấn công cả. Kẻ cao hơn Khánh. Khánh thì có cái nhưng mà cái vừa rồi tấn công. Bóng bàn TV chia sẻ cái video này nha, comment hoặc là chia sẻ để mà 51 cùng theo dõi ha. Trang đẩy đôi công, thích xoay lên hơn đẩy vào đôi công. Một pha bóng may mắn của Trang. Có thể thấy là trong pha bóng vừa rồi mà vẫn không qua được cái tay của Trang. 6-7. Quá đáng tiếc. Đó. Và 11-6. VLUX Galaxy Pro đã có mặt tại bóng bàn TV Shop. Đây, kiểu này thì Mỹ Trang vẫn là cái video đó rất là đặc biệt. Em cũng hoàn toàn đồng ý với anh Vũ về cái quan điểm này luôn. Anh Diện ơi. Hay thế, hay thế. Hay quá. 10 điểm cho pha, cho Khánh trong pha bóng vừa rồi. Thắng 3-1, ok. Trang khắc phục trái. Trang khắc phục trái những trận 4 và trận 5 nha. 5-2. Ôi ôi. Ôi. Xem là nhà vô địch Việt Nam hiện tại. Wow. Một màn đấu giá trong cái tình huống vừa rồi đó, các bạn thấy trời ơi, lại là những đánh nhau bóng. Năm bảy. Lại là lần này là một pha khống chế để vào bóng à. Và lần này thì điểm số gọn gàng vào bóng. Quả đấm thẳng để mà tăng lực. Mười tám. Và rất đáng tiếc mà trong ok, bây giờ chúng ta quay trở lại với trận đấu thôi nào. Khánh là người vào bóng. 3 bóng đầu đoàn. Hello Đài, hello chị Vy Nguyễn, hello anh Trần Tuấn, hello anh Tuấn, hello anh, hello Lê Duy. Số 1. Các vận động viên đều có một điểm ở ván đấu. Wow. Ván đấu này thì có cho Trang ở trong ván đấu này. Để một. Công nhận là các bạn có công nhận với mình đó, là từ lúc mà Khánh di chuyển.
Và vừa rồi là những pha gọi là giận đấu này thì phải nói là quá đáng tiếc. Đây hiện thành công cái pha giật trả như vừa rồi. Wow, các bạn vừa thấy gì? Phòng thủ thành công. Và 11-7 rồi. Như vậy là dưới áp lực tua cha. Rồi hồi nãy mình thấy là tới 290 mắt xem đó. Anh em hả, cố gắng chia sẻ thêm một chút xíu nữa cho cái stream này nó lên 400-500 được không ạ? Một đều. Khanh đang trang đây hãy cố gắng luôn. Chấp nhận những pha tình huống là đối giật luôn. Người đang bình luận và đang thực hiện cái livestream này thì Hồ Chí Minh nữa, nhưng mà hay quá, đã donate một liều doping rồi nhé. Cảm ơn anh Quang rất nhiều. 4 đều. Tua trái giả mang. Cũng đều. Quá hay các bạn. Của cô ấy. Cái sức mạnh luôn có hồn á, cho nên trong những cái tình huống mà khó khăn nhất. Tha mau rồi. Như vậy là pha đã hơi trùng tay một chút. Thấu đều. Ôi trời đất ơi. Các bạn có thể thấy ông pha hai pha bóng vừa rồi không? Thấu 8 rồi. 7-8. Đó. Hồi hộp đủ hết tất cả các cảm xúc luôn. 37 luôn rồi. 17. À, vừa rồi thì Trang đã like cái stream này để mà hay quá. 90 còn comment. 90. 31-9. Trận đấu đã chưa kết thúc được. Trận đấu đã VLUB Galaxy Pro đã có mặt tại bóng bàn TV Shop. Chúng ta quay lại với trận đấu thôi. Hay quá Thế ơi, Lâm Quốc. Điểm số đầu tiên. Anh đánh hay quá. Một đều. Đây là một ván. Bởi vì đây là sẽ đấu thứ 5 rồi, không ai muốn thua cả. Wow, một pha bóng Ron Lee. Đây, bản lĩnh của cụ vô địch và đương kim vô địch. Đây là trận đấu hai đều ở ván đấu và hai đều ở set đấu luôn. Wow, những pha bóng. Bình luận viên mình thở lo nha. Hơi lưỡng lự trong pha bóng. 5-3 rồi. 5-3 rồi. Bình luận chu đáo thì mọi người có thể comment nha. Một vừa rồi là một pha bóng có phần 4-5. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Anh tiếng Anh rất ít luôn á. Vẫn còn, vẫn còn. Và một pha bóng Ron Lee. Lên 500 mắt xem luôn đi mọi người ạ. 7-6 rồi. 7 đoạn khoảng 3-4 điểm vừa rồi đó, Khánh đã vùng lên rất mạnh mẽ luôn. Cực kỳ mạnh mẽ luôn mọi người. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Có vẻ như là lực đã bắt đầu tăng lên nữa rồi. Vẫn còn. Vẫn còn luôn. Vẫn còn luôn. Vẫn còn luôn ạ. Và 9-6 rồi. Những pha bóng đối với Trang nhưng lại là lợi thế của Khánh.
6-10 rồi. Vừa rồi là một pha giao bóng hỏng luôn. Đội mình đạt chức vô địch. Chưa được. Đội của cô vẫn chưa vào bóng bàn mãn nhãn cho quý vị khán giả đúng không ạ? Bà chụp máy mắt xem trực tiếp rồi. Một trận đấu quá hay. Như vậy là kết thúc rồi. Như vậy là Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã chiến thắng trước Mai Hoàng Mỹ Trang và